Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người sản phẩm hoa tuyết liên sơn của nhà em mọi người nhé. Như mọi người thấy thì trên tay em chính là hoa tuyết liên sơn. Hoa tuyết liên sơn là một loại hoa rất là hiếm, mọc ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển. Loại hoa này sử dụng thì mọi người có thể ngâm rượu hoặc pha trà đều được mọi người nhé. Khi mà sử dụng hoa tuyết liên sơn này thì sẽ có công dụng rất là tốt đối với việc bồi bổ cơ thể của mình, đặc biệt là đối với những bệnh bị xương khớp thì sử dụng sản phẩm này sẽ rất là tốt đấy ạ. Sản phẩm này thì mọi người ngâm rượu từ 1 đến 2 tháng là có thể sử dụng được rồi. Tuyết liên sơn thì nhà em có giao hàng trên toàn quốc. Mọi người quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.